Ok anh em khúc Khổn vãi lề đi Khỏe vãi luôn Thà tôi Tôi không ngờ là nó khỏe như vậy um, Bây giờ tôi sẽ nói qua một chút tổng kết ở đâu luôn Để mà biết Thì thằng này tôi thấy là Thứ nhất về CTP tôi thấy là nên lắp Tôi, tôi chưa test tiền nó PVE nha PVP chưa biết PVE nếu mà á, thì tôi tôi chưa test energy nhưng mà giữa khi mà so sánh giữa destruction và rage thì tôi thấy là rage ngon hơn kể cả thậm chí là ở world boss legend tôi thấy là uh, rage của nó chỉ kém destruction một chút thôi và nó dễ chơi rất là nhiều và rất là ngon cho nên là anh tôi khuyên là anh em nên nhặt cho nó ctp of rage nha đó um, rồi còn gì nữa không nhỉ <laughs> hình như hết rồi đấy từ thằng này tôi thấy là nó rất là ngon um, nó Wombos Boss thì tôi thấy là nó chỉ, sẽ chỉ ngon tầm tầm khoảng thằng Doctor Octopus thôi tức là không có tức là không có ngon hơn cho nên là cũng hơi khá là cấn ở cái khoản đấy nhưng mà bên ABX ABL thì tuyệt con mẹ nó vào tôi cầm tức là trước khi tôi thay CTP ra tôi cầm một cái Mighty Regen tôi chơi một cách easy được 6 triệu rưỡi điểm và sau khi tháo ra tôi Rage thì một lần nữa easy được 10 triệu rưỡi điểm hơn 10 triệu rưỡi điểm tức là nếu mà tôi lắp đó đấy là, là, thế và rất là xin lỗi anh em nào mà đợt vừa rồi tôi khuyên lấy đau óc rồi nâng đau óc lên tại vì là tức là đối với tôi bây giờ tôi nghĩ là đau óc vẫn là thằng ngon đi nhưng mà không ngờ là thằng hook này nó khỏe đến như thế thứ hai nữa là tôi nghĩ là hook này khi mà ra thì nó sẽ khỏe của Legend hay là khỏe PVP hay là khỏe gì đấy để mà nó không đá vào chân đau óc tại vì đau óc sẽ giữ được giá trị ABL một thời gian nữa nhưng mà không khả năng tôi nghĩ khả năng cao là đọc, là Thanos ra là, là hook này nó sẽ sút đau óc khỏi cái meta Bây giờ tôi sẽ so qua một chút về cái build của thằng Hook này và thằng Dog Off nha Thằng Hook này của tôi đang có Uniform Mythic Và chỉ có một cái duy nhất là cái HP này thôi Mấy cái option kia thì là Nightcrawler, uh, Odin, Wengu, Black Panther và Hela Thằng Dog Off của tôi thì hình như là cũng mê, ở uh, uh, cũng Mythic Và nó có sách ở đây Đó, nhưng mà cũng là normal thôi Nói chung là về Uniform thì là Doctor Octopus kém Khi mà so CDP thì thằng này là có 180 block, thằng kia là tôi cũng không nhớ nữa nhưng cả hai đều dùng Mighty Rage nha. Um, artifact thì là cái đầu tiên mà thằng hook này nó hơn thằng óc óc. Đó là thằng đau óc của tôi chỉ có một cái artifact, chỉ có một cái artifact là ba sao thôi, trong khi hook có một cái là sáu sao. À uh, ISOS thì vẫn như vậy. Ờ à, không biết là thằng này nếu mà xoay cho nó cái ờ ừ không, vẫn thế Quan. Này defense. Tức là nếu mà tôi xoay cho nó cái 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 này tăng HP thì nó còn khỏe hơn cơ đúng không? Đâu cái này shield mà. Đây cái này này không biết. Hay cái này. Không biết nữa. Bỏ qua đi tính sau. <laughs> Rồi, à, về phần skill à, về phần gear của nó thì tôi có Uru 5 sao, 5 sao và 6 sao cùng với bốn cái heal Odin Blessing. Trong khi đấy, tóc ốc có 10 cái Odin Blessing và ở bộ card của tôi, thực ra card của tôi, HP của tôi chỉ có là 36% thôi, rất là kiểu trung bình, không hề cao một chút nào. Trong khi đấy là có tôi có 100% physical attack cho đọc óc Tiếp theo nữa là thằng đọc óc này, nó có 3% pierce cộng với cả 22% attack ở cái team up này. Trong khi đấy, thằng hook này nó coi như là không có gì, 2% đây, lúc lúc sau khi quay video tôi mới nâng cơ. Cho nên là coi như là nó không có support từ đây luôn, tức là một khi mà nó tăng pierce tức là thằng này không có ảnh hưởng từ thách nha. Tức là phải tăng pierce ở đây thì là hook có thể là nó sẽ còn khỏe hơn nữa được. Đó, rất là ngon. À, không biết là tôi nói chưa tôi quên sự tôi nói gì đã đầu rồi, nhưng mà thằng này ở điểm trừ thì ở trong boss của nó tôi có nói rồi đó là nó không có hơn đóc óc đó nhiều. Tại vì tôi rất là đợi thằng này để mà đi được giúp tôi cái cửa G55 nhưng mà hiện tại là tôi vẫn chưa hề đi được may ra tôi lắp cho nó Brilliant Rage hay là Brilliant destruction gì đấy thì có thể nó sẽ đi được nhưng mà tầm này hơi bị ít crystals không có dám tháo lắp nhiều như vậy đó um, còn gì nữa không nhỉ hình như là à quên mất nữa còn GBA GBA thì tôi cũng chưa nãy tôi đi chơi thôi, tôi không để ý máu nhưng mà thấy thì hình như là máu của Dumbo đã giảm đi rồi nhưng mà nãy đi thì mất tận là gần gần 2 phút thì thực ra cũng không có quá là nhanh. Cho nên tôi thấy là điểm mạnh của nó sẽ thứ nhất đương nhiên là sẽ là AB Rất là khỏe luôn ở Lance Battle. Và Other the World thì tôi thấy là nãy vứt vào chơi thì thấy cũng khá là ok. Giờ tôi lừa rồi không vứt vào đâu. Uh, PvP thì tôi chưa có test nhưng mà cầm qua thì cảm giác nó cũng khá là trâu. Uh, Ai mà build Brilliant Regen hay là Conquest hay bất kỳ cái gì khỏe khỏe tôi không biết. Thì có thể nó sẽ khỏe hơn nữa ở uh, PvP là thằng này hiện tại ít nhất là nó có thể khỏe ở PvP và nó sẽ khỏe ở AB nha. Bây giờ tôi sẽ cho xem một vài video tôi đã quay lại trong lúc tôi stream. Nhầm. Stream đầu tiên là video đánh go cửa 70. Uh, đây là lúc dùng CTP ở Đó thì trong khoảng 30 giây đầu tiên, 30 giây đầu tiên nó đã xong được 15 cột máu rồi đúng không? Đó. để tiết kiệm thời gian tôi sẽ skip luôn đi. Nhầm, vừa rồi vừa rồi là vừa rồi là destruction, vừa rồi là destruction. Thì hình như tôi cancel sáu đúng không? Đợi chút nhá. À không, không cancel. Đây sẽ là trước này. Đúng rồi, Đoạn này là đây là đây là dùng ờ uh, còn đây mới là dùng dùng đầu rồi. Đây mới là dùng uh, rage này. Đây dùng rage đây. Đó, thì thấy không? Tức là cũng trong vòng nửa phút nó đã xuống đến đây rồi, tức là nó còn thậm chí còn nhanh hơn cơ hình như nhanh hơn đúng không tôi không quên sự video trước nói gì rồi nhưng mà đấy tức là nó không hề kém hơn kém hơn cái CTP Distraction nha mà nó dễ chơi hơn và nó rất là trâu và nó rất là ngon đó và nó ngon được cả ở, ở AB luôn cho nên là không có lý do gì mà hiện tại tôi thấy là nếu mà trừ khi mà đi PVP nhưng mà đi PVE á, tôi thấy là thằng này lắp rage rất tuyệt vời luôn cái lý do mà tôi bảo là nó không có ngon ở Warm khi mà dùng Destruction đó. đó, là tại vì khi mà lắp cho nó một cái Mighty Destruction thì vào Jin 55 nó không đi được. À, khi mà tôi dùng thằng... À, gì nhỉ? Kinesh đi cỡ này á, cảm giác nó còn ngon hơn. À, nhưng đương nhiên là Kinesh, của tôi dùng Brilliant Destruction cho nên cũng hơi khó so kiểu đấy. Nhưng mà cảm giác nó không có khỏe cho nên là hơi bị cấn. Uh, không có dám chơi thằng này ở Z nữa, cho nên là tôi lại phải tiếp tục, tôi, tôi lại phải tiếp tục đợi xem có con nào Meta à Human uh, Villain đi cửa này không, chứ hiện tại là không có đi được. Rồi còn đây thì sẽ là đây thì sẽ là uh, bên uh, AP cao và khi mà quay, cho xem mắt tôi sẽ nói luôn về rotation thằng này đó là Vậy cơ bản nó sẽ là ba can số 4, can số sang 5 nhét 1, 2 khi có thể khi mà mà có 6 thì ấn 6 đi lên can số khi nào mà nó từ trên trời bay đầm phát xuống thì mình can số sang 3, 4, 5 thế thôi khá là đơn giản cái điểm đặc biệt của thằng này đó là chiêu cô ốp của nó nhất là khi mà mình chơi ABL hay là gold boss gì đấy hay bất kỳ gì đấy có đi cùng nó tự lead được là một nó có 30% HP lead và nó đi cùng thằng abomination như này thì nó có chiêu co-op ở đây khi mà nó có cố ốp như vậy thì chiêu cố ốp của nó sẽ là dùng 5 Thì các ông để ý ở rotation số 2 của tôi, tôi sẽ cancel 5 Tức là tôi sẽ ấn 1, 2, 3, 4, 5, cancel 5, sang 6, delay cancel Xong rồi tôi ấn cố ốp Thì khi mà ấn cố ốp như vậy nó nó sẽ dùng chiêu 5 Tức là mình coi như là một, được một rotation hoàn chỉnh luôn đó Chiêu 5 của nó bây giờ là nó một chiêu um, kéo dài vĩnh viễn Tức là khi mà chơi đó, tuyệt đối đừng có chạm vào cái nút di chuyển bên trái tại vì là khi mà mình mình di chuyển một chút thôi là hook nó sẽ ra khỏi cái chiêu của nó và nó sẽ không có để tấn công nữa thì mình bắt buộc là phải dùng chiêu năm khi mà dùng năm bỏ tay bên trái là đừng có chạm vào nữa thứ hai nữa đó là chiêu năm này nó có một cái khả năng track cực kỳ cực kỳ tuyệt vời lát nữa khi xem tôi sẽ cho xem tôi sẽ để ý cho mọi người cho mọi người để ý thấy tức là khi mà nó dùng năm thằng kể cả thằng sơ tờ này nó bay từ bên phải sang trái màn hình bên sang bay từ đông sang tây nam bắc gì đấy mặc kệ đéo quan tâm hook nó sẽ dùng năm nó sẽ quay thẳng sang phía phía sơ tờ nó bắn tiếp và nó đéo cần quan tâm ông máy bay đi mẹ chỗ nào cả đây là một điểm cực kỳ tuyệt vời luôn tại vì những con khác như kiểu đặc biệt ví dụ ai chơi jean hay là những con nào mà đi Ê, đây nhìn này nhìn này bay này à không tôi lại này con này tôi bay sáu <laughs> này đúng không số này sang cô ốp này đó như vậy là xong đứng đây dí luôn, đứng dí luôn. Tuyệt vài vãi đó thì khi nào mà kiểu cảm giác gần hết Proc và những cái chiêu kia cooldown gần xong thì mình cancel năm, bỏ sang quay lại ba bốn năm tiếp, ok. Đó năm này, năm này thấy không? Đó, điểm cao vãi luôn. 6 này 6 cũng vậy Khi nào mà cảm giác rotation nó đang gần hết Mấy chiêu kia cũng đang gần hết Thì mình 6 và mình quay sang 3, 4, 5 lập tức luôn Nhìn bay, nhìn bay nhé, nhìn bay nhá Bay này, đó, hút quay lập tức Nó vừa từ, nó đang nó đang ở phía bên trái đúng không bên, Bay lên phía bên trên đúng không Nó quay một phát ngược lại Đây, bay này Quay ngược lại, bắn theo thằng sơ tòi luôn đó ví dụ các ông nằm cầm cầm jean thì nhiều lúc sẽ cực kỳ cực kỳ khó chịu vì thằng thì mỗi khi thằng sơ tập bay hay là nó nhỡ bay ra đánh cái bọn thì làm nó mất sạch luôn rất là khó chịu hay kể cả cầm như cầm magneto hay cầm tóc óc hay bất kỳ ai cả cũng đều phải đi theo sao tờ thế nào cho hợp lý để mà có thể bán được nó hốc này thì không thằng sao tờ đi đến đâu nó dí đến đấy nó đéo cần quan tâm luôn đấy thấy không nó bay kiểu bụp phát ngược lại đu kiểu mấy ảo à, chó vãi nhìn này bụp nhìn này nhìn này đó đu má kiểu kiểu ngon vãi luôn ý đi mẹ sướng thật chơi thằng này xong tôi cảm giác kiểu mà rất là dễ chơi nhỉ nó không hề khó như đóc óc và các ông chỉ cần spam cho tôi ba bốn năm và nhét một hai vào trong thế thôi khi nào có sáu thì dùng đó thấy không đó điểm lưu ý duy nhất là phải căn thế nào để nó cái Rage block và cái skill cool cao của mấy chiêu kia nó hạ hợp lý một chút thằng này chơi gần như kiểu nu ngày xưa tức là mình chỉ cần căn thời gian hồi chiêu của các chiêu và căn thời gian block của mình là xong chơi cực kỳ nhàn cực kỳ dễ so với đóc ốc thì thằng này nó dễ hơn rất là nhiều và không cần phải Tôi cầm cái này vào Tôi đi trận thứ hai Thứ ba là tôi 10 triệu hơn 11 Gần 11 triệu điểm rồi Rất là dễ luôn Đó Nếu mà tôi còn căn được cái Rock và căn 6 Thứ đẹp hơn tí nữa là Tôi nghĩ là tôi sẽ lên được 11 triệu điểm à, Không biết là được 12 triệu không Chắc là không 12 triệu đâu Nhưng mà ví dụ là Ví dụ mà mua cho nó Cái Brilliant Rage hay gì đấy vào Là sẽ được Đó thấy không Dí, 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 dí 6 này Đập xuống này Bùa 1, 2, 3, 4, 5 Đó kiểu nhàn vãi Bay này Thấy không Nó, nó đi theo thằng tờ luôn ngon vãi. Đó, 8 triệu, 1 2 3 4 5. Đó, cứ là có 6 in dùng. Đó như vừa rồi các lại dùng 6 xong rồi sang cô ốp tiếp thì khi mà chơi á nên để ý cách sử dụng cô ốp thế nào cho hợp lý. Đó, thấy không? Đu má kiểu dễ chơi Và siêu siêu nhàn luôn. Đây nhìn này, 1 2 3 4 5, bùm, thế là xong. Ai mà chơi pro rồi, thứ hai nữa là nếu đây là mới là rất là kiểu chưa có build quá là nhiều nha và cái Avengers team up của tôi vẫn đang là level 1 hay gì đấy. Tức là một khi mà nó lên level cao hơn, có nhiều PS hơn thì nó sẽ điểm cao hơn nữa, thấy không? Đu má 10 triệu điểm, 10 triệu rưỡi điểm. Đó. Absolute cinema luôn, ngon trệ. Còn đây là hook khi mà dùng Mighty Regen Regen nha, Regen 6 triệu rưỡi điểm Regen Đây là khi mà tôi thay đất lần đầu được 10 triệu điểm này Đây là lúc tôi đi GBA này Được 8, 2 phút Và nó vẫn khoảng 10, 10, 10 triệu máu hay 10 tỷ máu gì đấy đây Thì nó vẫn thế mà hay sao mà Đây là ABX 15 triệu rưỡi Đây 15 triệu rưỡi Đây là so tính sau so. tôi sẽ review sau Đó 10 triệu rưỡi Ngon chết luôn và đó là hook ở PvE Tôi chưa, không có chơi PvP Và tầm này PvP kiểu khó vẽ đá Cho nên tôi không có quan tâm lắm à, Rồi, ngon rất rất, rất 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 là ngon Và tôi rất là khuyên anh em nên mua con này nha Ok, ai có ý kiến gì có thể comment cho tôi biết À, Wanda sẽ là nơi à Midman Tier 4 Cho nên là ai mà đang định nâng Captain Marvel Thì có thể dừng lại nha Ok, thank you, bye bye